I usually play football. I usually play football. Tôi thường chơi bóng đá. Who do you play football with? Who do you play football with? Bạn chơi bóng đá cùng với ai? I play it with friends. I play it with friends. Tôi chơi cùng bạn bè thôi. Is it easy to play? Is it easy to play? Chơi có dễ không nhỉ? Yes, quite easy. Yes, quite easy. Khá là dễ đấy. Who shares the same interests as you? Who shares the same interests as you? Ai cùng chung sở thích với bạn thế? My family, especially my brother. My family, especially my brother. Gia đình của tôi, đặc biệt là em trai tôi.